Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những con giáp xui xẻo nhất trong ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 dương lịch. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chia buồn với những con giáp có tên dưới đây, bởi ngày Giáng sinh sẽ là ngày các bạn gặp vận đen như than. Giáng sinh vốn được coi là dịp để gia đình, bạn bè đoàn tụ sum vầy với không khí đầm ấm, hạnh phúc. Thế nhưng trong ngày này sẽ có những con giáp bị vận đen bủa vây, làm việc gì cũng không được thuận lợi và như ý. Công việc thì trục trặc, tình duyên thì đổ vỡ. Nhiều người có khả năng cao bị đồng nghiệp chơi xấu sau lưng hay bị cấp trên trách mắng. Người thì lại bị mất tiền, mất của. Vì thế mà trong ngày hôm nay, các bạn làm gì cũng phải tuyệt đối cẩn trọng, đặc biệt là trong chuyện giao dịch, làm ăn, buôn bán. Trong các mối quan hệ xung quanh thì cần kiềm chế cảm xúc để tránh xảy ra xung đột và mâu thuẫn. Các bạn hãy nghe và kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé. 1. Tuổi Mão, ngày Mão Tý tương hình, người tuổi Mão được cảnh báo nên tránh các cuộc tranh luận đề phòng thị phi, bởi ngày này vận khí ảm đạm, bạn có điểm báo là khẩu thiệt. Bạn nên suy nghĩ kỹ, thận trọng trước khi nói, tránh phát ngôn bừa bãi mà làm mất lòng mọi người. Ngày này có thêm thương quan gia tăng, ảnh hưởng tuổi Mão có thể bị trên trách mắc. Ngày này có thêm thương quan gia tăng ảnh hưởng, tuổi Mão có thể bị cấp trên trách mắng vì những chảnh mảng trong công việc. Bạn dễ mất tập trung vì có nhiều mối quan hệ bận tâm, thậm chí có thể mắc phải những sai lầm nghiêm trọng liên quan đến chuyên môn mình vốn đảm nhận, có khi còn phải bỏ túi ra, khắc phục, khiến tiền bạc hao hụt. May mắn là chuyện tình cảm của tuổi Mão trong ngày hôm nay là tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Người độc thân có sức hút với người khác giới, nếu tích cực làm quen, giao lưu hơn thì sẽ sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu ý hợp với mình. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Ngọ, chịu ảnh hưởng từ cục diện tương xung, tuổi Ngọ có điểm báo xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với người khác. Con giáp này chưa kịp suy nghĩ đã hành động theo cảm tính, dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cả công việc và các mối quan hệ tình cảm. Bạn tốt nhất là nên kiên nhẫn và kiềm chế tính nóng nảy của mình, nếu không muốn mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Có những chuyện chẳng đáng thì nên cho qua để giữ mối quan hệ dĩ hòa vi quý. Càng gay gắt, chuyện bé xé ra to sẽ càng dễ thiệt thân mà thôi. Ngũ hành xung khắc cũng khiến chuyện tình cảm của con giáp này chẳng đi tới lâu. Nếu nhận thấy mối quan hệ không thể duy trì được nữa và khiến cả hai đều mỏi mệt thì hãy mạnh dạn chấm dứt. Tuổi Ngọ đừng quá bi lụy mà ôm đau khổ một mình, bạn xứng đáng nhận những thứ tốt đẹp hơn. Và để hóa giải vận đen, chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Mùi, Tý Mùi tương hại có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Mùi gặp nhiều thua thiệt trong cạnh tranh. Làm ăn vào ngày Noel này, bạn luôn nhiệt tình xông pha nhưng lại thiếu tầm nhìn xa trông rộng. Gặp bất lợi cũng chỉ về sự nóng vội của bạn, đặc biệt là đối thủ sẽ lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt lợi thế của bạn. Điểm báo tử vi còn cảnh báo con giáp này có thể gặp phải một số rắc rối trong công việc. Đôi khi bản mệnh suy nghĩ thái quá, nói năng không kiêng nể bất cứ ai, vô tình tự gây ra bất lợi cho chính vận trình sự nghiệp của mình, không chỉ hiện tại mà cả sau này. Ngày này Mùi cũng không được ngũ hành ủng hộ, do thổ, thủy, xung khắc, nên chuyện tình cảm trong hôm nay vô cùng ảm đạm. Hiểu lầm đang khiến khoảng cách giữa bạn và nửa kia ngày càng lớn dần. Nếu không tìm cách hóa giải, mối quan hệ này rất khó cứu vãn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Dậu,
chịu tác động của phá thái tuế, tử vi ngày mới cho thấy tuổi Dậu có thể rất căng thẳng và áp lực vì công việc. Do đó bạn cần chăm sóc bản thân thật tốt để có đủ sức khỏe, thể chất và tinh thần để đương đầu với những áp lực công việc không nhỏ đó. Ngày này bạn cần kiểm soát cảm xúc mình tốt hơn. Khi giải quyết các vấn đề, tốt nhất là đừng đem tình cảm cá nhân vào, cũng đừng cứng nhắc quá làm mọi việc theo ý mình mà gây khúc mắc với người khác. Mọi việc nên linh hoạt thì tiến độ mới được đẩy nhanh hơn. Khi sinh xuất cho Thủy, nếu như mối quan hệ tình cảm thường xảy ra bất đồng, khó hòa giải thì tốt nhất bản mệnh đừng nên gây căng thẳng thêm nữa. Thay vào đó, con giáp này và người ấy nên cùng nói chuyện thẳng thắn, bày tỏ lòng mình một cách chân thành nhất để tháo gỡ vấn đề. Và để hóa giải vận đen, chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 5. Tuổi Tuất. Hung tinh thiên quan án ngữ, người tuổi Tuất có thể gặp không ít khó khăn do tiểu nhân quấy phá. Có những việc dù bạn đã tính toán rất kỹ lưỡng nhưng vẫn không thể tránh khỏi những sự cố có thể bất ngờ xảy ra. Nếu sự đã rồi và không thể thay đổi, bạn cũng đừng quá hoang mang, càng sớm chấp nhận. Càng sớm chấp nhận, bạn càng có thêm thời gian để tìm ra giải pháp khắc phục vấn đề. Bất cứ việc gì cũng cần có sự linh hoạt và nhạy bén để có thể vừa thực hiện mà vừa xoay sở được tình hình. Lại thêm có thổ khắc thủy, mối quan hệ của bạn và nửa kia ngày càng xuất hiện nhiều bất cập. Cả hai đều có những suy nghĩ và quan điểm khác nhau, lại không ai muốn nhường nhịn đối phương nên mâu thuẫn xảy ra là điều tất yếu. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong khoảng thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Hợi. Tỷ kiên xuất hiện, người tuổi Hợi được khuyên cần hết sức tỉnh táo, đừng để những lời xu nịnh hay những ý kiến gièm pha khiến bạn mất cảnh giác mà sa vào những quyết định sai lầm. Mọi việc hãy cứ tin vào linh cảm của bản thân, dù kinh nghiệm và chuyên môn của mình để đánh giá tình hình. Ngày này bạn cũng nên chú ý xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp xung quanh. Họ có thể là những người trực tiếp giúp bạn đạt được những gì mong muốn trong công việc. Dù bạn vẫn có thể làm tốt khi làm việc độc lập, nhưng người biết cách vận dụng sức mạnh tập thể sẽ tiến xa nhanh hơn. Về tình cảm, bạn và người ấy có thêm một bước tiến mới đáng mừng trong hôm nay. Cả bạn và người ấy nên thường xuyên tìm cách làm mới mối quan hệ của mình và cùng nhau thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn để tình yêu luôn bền vững. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất trong ngày 25 tháng 12 dương lịch, đúng dịp lễ Giáng sinh. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!